người. Em xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đấy là lốc điều hòa Mazda 6. Với dòng này, một thiết kế mới, đấy là lốc nó chạy bằng bít tông, không phải bằng cánh quét. Nên là anh em không phải lo về vấn đề là chạy một thời gian thì nó có tiếng cái kêu quẹt quẹt quẹt. Đấy là một cái lỗi của dòng Mazda từ xưa đến nay rồi ạ. Dòng lốc theo xe thì nó thường hay như thế, bởi vì nó được thiết kế là rãnh xoắn, nên khi chỉ cần khi lốc hơi kém một tí thì nó sẽ có hiện tượng kêu. Đây là anh em nhìn sơ qua tổng thể, đây là bốn chân bắt ốc của lốc, bộ đầu lốc hay còn như người ta còn gọi là bộ ly hợp từ. Đường kính của bộ của bản này nó là 130mm, dây bô loa là 6BK. Đây là bích đường cao, bích đường hồi bác nhé. Anh em về thợ thì nói chung là khá là dành về cái này rồi, thì em cũng chỉ xin phép nói sơ qua thôi ạ. Đây em sẽ cầm sát trên tay để các bác nhìn rõ hơn. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc là 0366495112 để được hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc về hàng hóa, chất lượng hoặc giá cả. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số điện thoại là 0856727222. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em xin chào.